Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ nhảy nè. Trời ơi, mát quá đi. Hôm nay ở nhà sao buồn hiểu buồn hiu, chả có thấy mèo Nabi hay là chuột Hachi, chuột em đâu hết trơn vậy ta. Ai, nhà chán muốn chết thật chứ. Ok thì hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Nghe mình là chuột xù riêng tí gì đẹp trai 12 cá tính nè. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video mới nữa. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên là cho mình nút like, nút share, nút subscribe, đừng quên là đăng ký kênh video xin tốt tim nha. Ai trời đất ơi, hôm nay á mình ở nhà mình chán quá, mình phải chơi một mình nhưng mà chả có thấy mèo Nabi với chuột Hachi ở đâu ra hết trơn. Ai, không biết hai nó đâu mất tiêu rồi. Tự nhiên hôm nay nhà có mình tôi à, tôi chơi vòng vòng trong nhà chán gần chết luôn mấy bạn ơi. Ủa, thấy vòng ồn người ta, hình như là ở kế bên nhà mình nó mới mở một cái chương trình gì hay gì ấy, sao mà tôi nghe có tiếng gì ồn ào bên đó. Ui, cái gì kìa, cái gì to quá trời luôn vậy. Ừ, để mình chạy qua bên đó mình xem thử coi có cái gì bên đó mà sao nó khổng lồ với trời. Trời đất ơi, một cái chỗ gì bự quá trời ta. Để coi, ui hình như đây là một chương trình hay gì nè. Chương trình xin gì ta? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình bạn muốn hẹn hò. Đến đây các bạn có cơ hội tìm được một nửa kia của mình, à không, các bạn có cơ hội mà chắc chắn sẽ tìm được một nửa kia của mình. Ai còn ế, ai chưa có tình yêu, hãy tham gia chương trình để tìm được nửa kia của đời mình. Tình yêu đang đến, tình yêu đang vẫy gọi, hãy tham gia ngay. Bạn muốn hẹn hò, wow, cái chương trình gì mà nghe hấp dẫn dữ trời. Ui trời ơi, tôi nhìn mình tới trái tim không dễ thương quá trời. Ui nhưng mà sao không có ai tham gia hết trơn vậy ta. Bây giờ tôi sẽ mời một người ngẫu nhiên lên thử trước cho trò chơi này cho mọi người cùng tìm hiểu nha. Ê, mời người xin luôn cả. Mời Superman. Ôi gì, ôi hôm nay anh Superman anh không đi bảo vệ trái thấy đất mà anh đi tham gia trò chơi hả? Dạ. Mời anh Superman vào ghế bên tay phải bên đây. Đúng rồi, bên phải à? Ở này bên đây thưa anh. Đúng rồi, và bây giờ tôi sẽ ngồi bên tay trái. Tôi và anh Superman sẽ hướng dẫn mọi người trò chơi bạn muốn hẹn hò này. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ hẹn hò với nhau. Bắt đầu thôi Superman. 3, 2, 1. Đó, đây là cả hai chúng tôi đã ghép đôi với nhau. Và bây giờ tôi đã chính thức hẹn hò cùng anh Superman rồi. Superman nào, mình về nhà với nhau tên là Đi ra. Này ông chơi này thử mà. Ok, thôi được rồi. Đấy, vậy là chúng ta đã xong phần hướng dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ghép đôi thiệt nha. Ai muốn tham gia thì giơ tay. Ồ, cái trò gì mà đã dữ trời. Rồi ai mà gọi là lên. Được rồi. Ê, anh ơi. Anh ơi. Ui, anh xin có chào thể, cậu. Anh có thể cho em đăng ký được không? Em cũng muốn tham gia trò này á anh. À được rồi, tất nhiên là được rồi. Xin chúc mừng, bạn đã được một vé tham gia. Tuy nhiên, hả? Bạn có mang người ghép đôi mà bạn muốn tới đây không? Người ghép đôi hả? Người ghép đôi. Ê chết rồi, ở đây toàn là đàn ông không? Dạ em không có người ghép đôi anh ơi, em còn ế em. Nếu như vậy thì bạn hãy về nhà mời cái người mà bạn thích nhất ở nhà đem đến đây, chúng tôi sẽ giúp bạn ghép đôi với người đó. Hả, thiệt không? Anh hứa là anh tất giúp đỡ. Tất nhiên em là thật rồi. Nhanh lên chậm tay là hết lượt. Nhanh lên. Dạ em biết rồi. Ui các bạn ơi, vậy là ui ở chương trình này là chương trình bạn muốn hẹn hò và nó có thể giúp cho mình và mèo Nabi có thể là tiến xa hơn á các bạn ơi. Ui đây là cơ hội đã tới rồi. Được rồi, bây giờ mình phải về mình kiếm mèo Nabi mới được. Ê hình như mèo Nabi kìa, hình như nhà mình. Ê mèo Nabi ơi, mèo Nabi ơi. Trời ơi, mẹ Nabi ơi, hôm nay có một cái chuyện rất là vui luôn nè mẹ Nabi. Có một cái chương trình đang tổ chức ở ngoài đường á, nó rất là hợp với tụi mình luôn á. Chương trình gì? Cái chương trình đó tên là bạn muốn hẹn hò. Ví dụ mà bây giờ mày không thích tao đây, nhưng mà tham gia chương. Ủa? Chạy à? Để tao đi tìm một con mèo khác. Thôi, đừng. Mẹ Nabi, từ từ. Ví dụ mà bây giờ tụi mình thử tham gia chương trình đó xem, nếu mà hợp nhau thì chúng ta thôi. Mẹ Nabi. Đây nè, đi theo tôi nè, bên đây nè, nó nằm bên đây nè. Ở đây là chương trình bạn muốn hẹn hò đây nè. Anh ơi, em đã đem người mà em cần đem đến rồi nè. Ok, được rồi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên. Đây là cặp đôi mới của chương trình. Đây là chỗ nào? Hai người tên gì vậy, cho tôi biết tên được không? Dạ, em tên là chuột sầu riêng, còn bạn này là mèo Nabi. Ok, thì chương trình chúng ta đã có cặp đôi mới là sầu riêng và Nabi. Xin mời hai người bước lên kia. Dạ, rồi, được rồi. Làm gì vậy? Rồi, đầu tiên
Bây giờ hai bên hãy nói ra những điều mình thích. Có bạn nữ thích cái gì, thích ăn cái gì, uống cái gì, bạn nam thích ăn cái gì, uống cái gì, và xem hai người có hợp ý nhau hay không, và cùng nhau đi làm những cái điều đó để tình cảm ngày càng gắn kết hơn. Được rồi, để em trước nha. Em là một con chuột, em rất thích ăn phô mai luôn á. Còn em Snap ơi. Còn em thì em thích ăn thịt chuột. Ê, gì vậy? Và... Trời ơi. Ôi, có vẻ như sở thích của hai bạn nó đang khá là đối đầu lẫn nhau. Thật ra ý mẹ nó bị thích ăn chuột là ăn em đó sầu riêng à. Thì ra là vậy. Bảo lên bị nướng nướng nha. Bậy rồi. Ủa nhưng mà thôi được rồi. Vậy bây giờ nếu mà chúng ta hẹn hò thì chúng ta cần làm cái gì với anh? Vậy chúng ta có thể dẫn nhau đi chơi và đi ăn. À mẹ nó bị có thích ăn cá. Em thích ăn cá không? Em ăn cá cũng được. Em ăn được. Em okay. Sẽ chấp nhận người bạn nữ. Được rồi, vậy thì hãy rủ mèo Nabi đi ăn cá nào. Hãy gạt con gạt và cùng nhau chấp nhận lời mời đi ăn cá cùng nhau. Được rồi, mèo Nabi ơi. Vậy là tụi mình hẹn hò cùng với nhau nha. Thử xem. Không biết. 2, 1. Ủa, sao mèo Nabi không bấm? Ơi, nó con mình có mình màu đỏ, con Nabi màu xanh. Tại sao? Tại sao bạn nữ lại không bấm con gạt vậy? Ăn chuột xấu quá. Không sao, xấu có thể phấn đấu để đẹp được mà, đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng được mà, có gì đâu mà phải lo. Nhưng mà quên, nó nghèo lắm, gì có tiền. Từ thì tôi có thể làm được mà, phải không anh? Mình tiền mình đúng, làm đúng. Được mà. Mình phải có niềm tin vào đối phương chứ. Rồi mèo đâu ơi, đã suy nghĩ lại. Thôi cũng được. Sao đỏ rồi xin kìa. Chúc mừng hai bên đã tương đầu ý hợp. Yeah. Được rồi, bây giờ mèo đâu ơi. Hả? Dạ, thì chúng ta còn có những thử thách tiếp theo nữa. Thử thách gì cơ? Thử thách tiếp theo đó là hai bên sẽ có một ngày cùng với nhau hẹn hò, và chúng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí. Thật vậy sao? Wow, tuyệt quá đi các bạn ơi. Cảm ơn anh vì đã cho em tham gia chương trình này. Tài trợ toàn bộ hả? Vậy chúng ta đi mua nhà mới. Ơi, tao la không? Thôi, đi thôi mèo Nabi ơi. Vậy là tụi mình có thể đi chơi được nguyên một ngày mà không tốn tiền rồi. Let's go. Ủa? Chiếc xe này nó chở mình đi đến đâu vậy mèo Nabi ơi? Ôi, ôi, cái công viên này mèo Nabi. Wow. Trời ơi, rộng vậy ta. Ôi, hình như đây là lối vào nè. Ôi, có cái bảng gì luôn nè. Ôi, rộng quá vậy vậy. Đi. Ủa, ở đây nó cho mình đi bằng tàu hỏa đến luôn hả? Ê, vô thôi. Ê, ôi, hình như tàu đang di chuyển nè các bạn ơi. Ôi, tiếng ga, tiếng tàu đang chạy gùng gục luôn nè. Vậy là bây giờ mình đợi. Ôi, cái gì kìa. Ôi, tới rồi nè. Wow. Rộng dữ vậy. Wow, mẹo Nabi ơi. Vậy là hôm nay chúng ta có một ngày để chơi ở đây luôn á mẹo Nabi. Quá trời khách hàng luôn nè. Wow, chỗ này đẹp quá đi các bạn ơi. Ở trên kia có nguyên cái máy bay luôn kìa. Wow, ở đây nhiều người quá trời luôn nè. Ê, mẹo Nabi vô đây nè. Chỗ này có cái trò cưỡi ngựa nè. Wow, đẹp quá à. Vô. Không biết nữa. Ê, tôi biết cách rồi. Leo lên con ngựa. Đây nè. Ôi, vui quá à. Ê, vậy là tụi mình tụi mình chơi cưỡi ngựa nha. Ôi, con ngựa này nó bị ngu hay gì vậy trời. Cưỡi chồng ơi. Ê, cho tôi cưỡi chồng với. Không, chuột mày. Sao mà trốn được. Leo. Mẹ nó bây ơi, tụi mình chơi trò khác đi. Công viên này xịn thật luôn á các bạn ơi. Ê, bên đây có trò gì nè. Cái trò gì nè các bạn ơi. Ủa, bây giờ mình chơi trò gì vậy mèo Nabi? Xe điện đụng. Ôi, xe điện đụng hả? Để nó đụng mày. Ôi. Đã vậy. Ôi, đã vậy. Ôi, ghê vậy. Ôi, giờ tôi. Nè, bây giờ đụng nhau với mày Nabi nè. Đụng. Đụng nè. Ê, đứng lại. Ây da. Trời ơi, mẹ nó bị chạy ghê với trời. Chết nè. Ủa, trò này là trò gì vậy ta? Trò này là đập con chuột nè. Vô đây để nó đập mày. Ôi, con chuột nè. Mày nè, 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 đâu rồi. Rồi, con chuột đập. Rồi. Ê, đập nó. Ê, sao nó lẹ quá vậy? Rồi, bây giờ mình sẽ chơi súng sơn với mèo Nabi. Được rồi, mèo Nabi đâu rồi? Mau xuất hiện ở đây đi, tôi sẽ cho mèo Nabi biết thế nào là sức mạnh của cây súng. Ê, chết rồi, bắn dữ vậy má. Ôi, mèo Nabi, xin lỗi mà. Mèo Nabi, chết nè, mèo Nabi. Ôi, tôi chịu thua, đừng bắn nữa. Công nhận chơi nãy giờ mệt ghê luôn á. Thôi, chơi tới trò tạo lượng siêu tốc đi. Ủa?
Ủa? Ê, khoan, hai bạn, tôi thấy hai bạn chơi vui quá. Ê, trò này cho tôi tham gia chơi chung với được không? Hả? Anh có muốn tham gia với tụi tôi hả? Đúng rồi, nhìn chơi vui quá à, muốn chơi quá à, đó cho tôi chơi nha, được rồi, đi. Mẹ nó Bi ơi, cho anh này chơi chung được không? Cho chơi đi. Anh bạn. Chém đầu tôi. Ok, vậy, chém đầu nè, ok. Vậy là tụi mình rồi. Bắt đầu thôi. Ê, khoan, anh bạn ơi, anh ơi, anh chạy lên nhấn cái nút kia. Trời ơi, thiệt khổ quá ghê. Lên. Thôi. Rồi, bắt đầu rồi. Chuẩn bị rồi, tới công chuyện rồi. Trời ơi, ghê quá. Hồi hộp quá. Hồi hộp thiệt. Ôi, lần này nó bắt đầu lên đỉnh rồi. Ôi mẹ nó Bi có sợ không vậy? Sợ thì nắm cái chân tôi lại nghe, đừng có mà sợ quá nghe. Ôi, ông ngồi cho chắc nha, coi chừng rớt chưa, không ai chịu trách nhiệm đâu. Rồi, hiểu rồi. Ui, bắt đầu lên cao rồi nè các bạn ơi. Wow, ôi, đau quá à. Được rồi. Ôi trời ơi, gần tới ơi. Ôi, sắp lên tới đỉnh của thế giới rồi, oh my god. Chuẩn bị rồi. Vui mà sao vậy? Rồi. Ôi, mẹ nó Bi ơi. Thôi chạy ổng đi, mẹ nó Bi ơi, tụi mình đi, mẹ nó Bi ơi. Ok, đi tiếp. Ai, trời đất ơi. Tính ra cái ông nội đó ông yếu mà mày đặt ông chơi xa, chơi trò cho xịn chi rồi giờ ông nói. Hình như là bây giờ mình nó hết rồi, hết công viên này rồi đó mèo Nabi. Rồi, mẹ Nabi ào, hết một ngày hôm nay rồi. Mẹ Nabi cảm thấy thế nào? Thì cũng vui á, nhưng mà bây giờ thì thì gì? Ủa, chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Mẹ Nabi ào. Hay là mèo Nabi đang ngại vậy ta? Thì đang ngại hay sao á mà không muốn trả lời. Thôi được rồi, chạy cho dữ đi, được rồi tôi sẽ đi về nhà và tôi sẽ ngày nào cũng hỏi vậy hoài luôn. Ok, thì thôi video này cũng kết thúc rồi các bạn ơi. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe và đừng quên là qua đăng ký cái thành viên của Xin Tốt Tim nha các bạn ơi. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều và được rồi. Bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.